Nữ hoàng băng giá. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có ba anh em hoàng tử đẹp trai dũng mãnh. Họ đều là những chàng kỵ sĩ tài ba. Trong một lần đi săn vào rừng sâu, bất ngờ, ba chàng phát hiện có một tòa lâu đài cũ kỹ, rêu phong, dường như đã bị lãng quên từ lâu. Thật kỳ lạ, một tòa lâu đài cổ ngay giữa rừng sâu ư? Đẹp quá, chúng ta thử vào trong xem sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hãy cẩn thận các em. Đẹp quá, những bức tượng thiếu nữ đều được đúc từ những viên đá quý. Tuyệt quá, những thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Giá như họ là những con người thật như chúng ta thì hay biết mấy. Nếu họ là người thật, nhất định em sẽ chọn một nàng để làm vợ. Các anh ơi, đến đây mà xem này. Wow, một tuyệt thế giai nhân. Thế gian này em chưa từng thấy ai đẹp được như nàng, kể cả những bức tượng thiếu nữ ngoài kia. Đúng là chưa từng có ai xinh đẹp như nàng hết. Hóa ra các con đã tìm tận đến lâu đài cổ đó rồi ư? Vâng, thưa cha, trong đó có rất nhiều các bức tượng thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là bức tượng công chúa băng. Con chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Đó chính là công chúa của xứ sở mùa xuân vĩnh hằng, lãnh chúa của vương quốc bạc băng, đã khóa phép nàng thành tượng băng vì nàng không chấp nhận làm vợ ông ta. Đồng thời lãnh chúa đã ra một lời nguyền rằng ai có khả năng đặt dưới chân nàng một món quà quý giá nhất trên thế giới thì mới có thể làm cho nàng quay trở về cuộc sống bình thường. Nếu không làm được, thì người đó sẽ bị hóa thành một tảng băng. Đã có rất nhiều hoàng tử dũng cảm đi cứu nàng, nhưng đều không trở về. Như vậy, có nghĩa là nàng cũng là người thật như chúng ta sao, thưa cha? Phải rồi con trai ạ. Vậy con chọn nàng làm vợ của con, cha cho phép con đi cứu nàng chứ? Con nữa thưa cha, con cũng muốn có được nàng. Anh chẳng có quyền tranh lấy bức tượng đó, vì em cũng nhìn thấy nó kia mà. Còn không thì chúng ta phải đấu kiếm để phân thắng bại. Thôi, các anh đừng đánh nhau nữa. Chỉ có cô gái trong bức tượng ấy mới có quyền lựa chọn mà thôi. Em còn nói phải đó. Nếu muốn, các con hãy tìm ra món quà quý giá nhất trên thế gian và đến chinh phục nàng ấy. Ai lấy được nàng ấy làm vợ thì ta sẽ truyền ngôi cho người đó. Nhưng các con hãy suy xét thật kỹ, vì thực lòng ta không muốn một người con nào của ta gặp nạn cả. Con sẽ làm được. Em có muốn đi cùng chúng ta không? Dạ không, các anh hãy đi đi. Chúc các anh may mắn. Ngay lập tức, hoàng tử cả cho triệu tập những thợ kim hoàng giỏi nhất, đúc vàng thành một bông hồng khổng lồ chưa từng thấy trên thế gian. Hoàng tử thứ hai thì tập hợp tất cả các nghệ nhân nổi tiếng, tạc bức chân dung của chính mình trên một khối đá quý có 102. Cả hai đều say sưa ngày đêm để tạo ra những món quà quý giá nhất trên thế giới. Khi tác phẩm hoàn thành, nhà vua và mọi người ai nấy đều kinh ngạc trước vẻ đẹp rực rỡ như thật của đóa hồng bằng vàng và bức chân dung hoàng tử bằng đá quý. Món quà của các con thực sự rất đẹp. Ta cũng chưa từng thấy những thứ đẹp và quý giá như thế. Cầu mong cho các con may mắn và bình an trở về. Nhưng trước khi đi, các con hãy để lại thanh kiếm của mình ở nhà. Nếu kiếm bị gỉ, thì chúng ta hiểu rằng bất hạnh đã đến với các con. Vâng thưa cha, cha hãy bảo trọng, chờ ngày anh em con trở về. Một thời gian không lâu sau đó, vào một buổi sáng đẹp trời, nhà vua đau đớn khi phát hiện thấy những thanh kiếm của hai hoàng tử anh đã bị gỉ. Người biết các con của người đã gặp nạn nên buồn khổ vô cùng. Thưa cha, các anh con đã gặp nạn. Con không thể ngồi ở nhà thế này. Con muốn đến tòa lâu đài đó để cứu các anh của con. Muốn cứu được các anh thì trước tiên con phải cứu được công chúa băng. Con đã có món quà quý giá nào đem tặng nàng chưa? Dạ, con chưa. Con chưa thưa cha. Ta chẳng biết giúp gì con. Hay con hãy mang hết vàng bạc trong lâu đài chúng ta đi theo. Biết đâu sẽ tìm mua được một món quà quý giá trên đường đi. Không thưa cha, con không cần vàng bạc gì cả. Chỉ xin phép cha cho con được mang theo bó hoa khô mà cha đã tặng mẹ thuở xưa kia. Một bó hoa khô ư? Vậy là chàng hoàng tử Út lên đường đến lâu đài của công chúa băng. Hành lý của chàng vỏn vẹn chỉ có bó hoa khô. Cảm
dám ăn chàng đã cứu ta. Ta vốn là loài chim ngự ở vườn cây giàu có, nơi có rất nhiều vàng bạc. Để tỏ lòng biết ơn chàng, ta xin đưa chàng về đó. Chàng muốn lấy bao nhiêu tùy thích chàng. Cảm ơn chim rất nhiều, nhưng ta chẳng cần vàng bạc đâu. Ta đang trên đường đi cứu nàng công chúa Bằng Băng và hai anh của ta. Ta cần đến vương quốc Bằng Băng ngay bây giờ. Xin chàng dừng bước. Ta chính là chú chim thân cận của nàng công chúa Bằng Băng. Ta đã chờ đợi ở đây lâu lắm rồi. Đã biết bao nhiêu người qua đây đều thờ ơ khi thấy con chim xấu xí như ta bị mắc bẫy. Tất cả những ai đến cứu công chúa đều mang theo món quà quý giá nhất thế gian của mình. Còn chàng, sao chẳng thấy chàng mang theo thứ gì? Ta chỉ có tấm chân tình của mình mang đến tặng nàng mà thôi. Vậy chàng hãy trèo lên lưng ta. Ta sẽ đưa chàng đến lâu đài Bằng Băng ngay lập tức. Cuối cùng, chàng cũng đến được lâu đài Bằng Băng. Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, xin nàng hãy nhận món quà khiêm tốn này của ta. Bông hoa khô này chính là tượng trưng tình yêu của cha mẹ ta, là đóa hoa đầu tiên mà cha đã hái tặng cho người mẹ quá cố của ta khi cầu hôn bà. Dù năm tháng đã trôi đi, mẹ ta cũng bãi không còn trên thế gian này, nhưng cha ta vẫn luôn gìn giữ nó như một báu vật. Và giờ đây, ngoài tấm chân tình này của ta, còn có tín vật đáng trân quý này như một biểu tượng của tình yêu bền vững mà ta muốn dành cho nàng. Nó quý giá hơn tất thảy những báu vật hiện hữu trên thế gian này. Chàng vừa dứt lời, bỗng đóa hoa khô tự nhiên chuyển mình, trở nên tươi thắm trên bàn tay xinh đẹp của nàng công chúa. Và rồi, một nụ cười e lệ nở trên môi nàng công chúa. Tất cả các bức tượng Bằng Băng kia cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm ơn chàng, chỉ có chàng mới biết được món quà quý giá nhất trên thế gian này là gì. Hơn tất thảy cá vàng bạc, điều đáng trân quý nhất chính là trái tim và tấm lòng chân thành mà chàng dành cho thiếp. Vậy là nàng công chúa Băng đã nhận lời cầu hôn của hoàng tử Úc. Họ trở về vương quốc, gặp mặt vua cha và từ đó sống bên nhau đến trọn đời. Chuyến đi của mèo nhà. Mina, con yêu của ta, đến giờ ăn rồi, lại đây nào. Mèo, mèo. Ngoan lắm, Mina. Mèo, mèo. Ôi cha. Này, ai cho phép cậu bám trên cửa sổ nhà tôi thế kia? Người thì nhát nhát bẩn thỉu, làm bẩn hết nhà tôi rồi kìa. Hay chà, tớ chỉ muốn tránh con chó hung dữ kia thôi mà. Mà cậu làm gì phải giữ nhà thế? Ngoài kia nắng đẹp lắm, ra ngoài chơi với tớ đi. Thôi, thôi, ra ngoài vừa bụi bặm, vừa lắm nguy hiểm. Lại gặp phải con chó hung dữ như cậu thì chẳng hay chút nào. Mà sao mùi của cậu khiếp quá vậy? Tớ có thấy gì đâu nhỉ? Các bạn tớ ở ngoài kia đều có mùi như vậy cả. Ở đây tôi đã được bà chủ yêu thương, chiều chuộng, cần gì được nấy. Ra ngoài đi chơi thì nhếch nhác như cậu à. Tôi không đi đâu. Thế này mà cậu bảo thích hả? Bốn bức tường, chẳng có cây cối, chẳng tự do gì cả. Chán chết. Thôi, tôi đi đây. Cây với chả cối, không được sống sung sướng như người ta nên ghen tị đó hả? Buổi chiều. Nằm trong này vừa an toàn, lại vừa có người đưa đi, chả mất công gì cả. Ôi trời, con tinh quá, ngửi ngay thấy mùi cá cơ đấy. Anh ơi, lấy tôi một ký cá biển nào. Ôi cha. Ôi, bà chủ đâu mất rồi? Bà chủ ơi, bà đâu rồi?
Mình lạc vào đâu thế này? Ôi, đói quá, mệt quá. May quá, có thức ăn rồi. Ôi cha. Đây là lãnh địa của ta. Ai cho mày vào đây hả? Có ai cứu tôi với? Cứu tôi với! Không! Ôi cha. Chúng mày nhớ lấy, tao sẽ không bỏ qua đâu. Cậu có phải là mèo không vậy? Có bức tường như thế này mà không nhảy lên được là sao? Nhưng tớ chưa bao giờ nhảy cao như thế. Tớ nhớ ra rồi. Tại cậu suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà, được bà chủ cho ăn, cho uống và chiều chuộng, cậu chẳng làm gì, nên bản năng loài mèo bị suy yếu. Cậu không thể tự chăm lo cho mình mà phải dựa dẫm vào người khác. Tớ đúng là thế. Thôi, đừng khóc nữa, để tớ dẫn cậu về nhà nha. Lần tới cậu nhớ đến nhà tớ. Cậu rủ tớ ra ngoài chơi với cậu được không? Tớ muốn đi ra ngoài, tớ muốn nhảy được lên bờ tường nữa. Dĩ nhiên là được rồi, tớ sẽ dạy cho cậu trèo cao, bắt chuột và cả chiến đấu với loài chó nữa. Lừa xám và lừa vằn. Anh ở đây không? Ăn ở đâu mà chả được? Anh nói hay nhỉ, đây là chỗ của tôi. Từ trước đến nay vẫn thế rồi còn gì. Anh ăn của người khác mà không thấy xấu hổ à? Có gì mà phải xấu hổ chứ. Chả lẽ ông chủ cho anh ăn, còn tôi thì nhịn à? Vô lý. Ra ngay, đồ lì lợm. Đừng tưởng tôi sợ anh nhé. Ấy ấy, cùng là chỗ hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Việc chi mà các anh phải hung dữ với nhau như thế? Hôm nay phải cho biết tay ta. Được, có giỏi thì xem ai thắng ai. Dừng tay lại, đừng đánh nhau nữa. Ôi, ôi. Lại chuyện gì nữa đây? Dừng tay lại, dừng lại ngay. Trời ơi, cho ăn đến tận miệng rồi còn lại phá nữa hả? Hôm nay phải cho chúng mày chừa đi mới được. Để xem chúng mày còn chành chọe nhau đến bao giờ. Giờ thì đã có hai bó cỏ rồi. Mỗi đứa một phần, khỏi tranh giành. Phải đó. Để tôi ăn một miếng đã chứ. Anh đang làm cái gì thế? Còn lâu nhé, tôi phải ăn trước đã. Tất cả là do anh gây ra cớ sự ngày hôm nay, nên tôi mới phải chịu hình phạt nè. Anh còn định đổ thừa cho tôi. Không phải do anh lớn tiếng trách cứ tôi trước sao? Tôi còn mới ăn chưa hết được hai miếng cỏ. Thật bất công, nếu anh được ăn cỏ, còn tôi phải chịu đói. Thế thì cứ kéo đi.
Trước mặt là cả hai máng cỏ đầy, mà sao các cháu lại phải chịu đói thế này? Nhưng bạn ấy cứ kéo cháu lại mỗi khi cháu tới gần máng cỏ của mình. Sao hai đứa lại cứ phải đi về một phía? Thế chẳng khác gì thích cổ nhau lại. Sao không nghĩ cách đơn giản hơn là hai đứa cùng ăn hết phần cỏ này rồi lại sang phần cỏ khác, dễ dàng biết bao. Ồ, đúng rồi, hay quá, chúng ta làm thử xem. Hóa ra là vậy, thì ra không nên tranh giành nhau nữa, mà phải cùng nhau hợp sức cậu ạ. Đúng vậy, chúng mình mà hiểu sớm thì đâu phải đánh nhau sức đầu mẻ trán, lại còn bị đói cả đêm nữa chứ. Ông bụt của Tí. Tí, dậy đi con. Sao thế mẹ? Cho con ngủ nữa. Không được, con phải dậy để cho mẹ đi gặt nữa chứ. Lúa ngoài đồng chín hết cả rồi kia kìa. Mẹ đi gặt à? Ừ, mẹ đi gặt, phải đến trưa mới về được. Tí ở nhà ngoan trong nhà giúp mẹ nhé. Mẹ phần Tí hẳn một củ khoai to để ăn sáng kia kìa con. Không, con không ở nhà một mình đâu, buồn lắm. Mẹ cho con đi gặt với. Không được, ngoài đồng nắng lắm, ra đó con sẽ bị ốm. Không, đấy. Ốm cũng được, con không thích ở nhà một mình đâu. Không chịu đâu. Tí này, nghe nói ông Bụt rất yêu quý những đứa bé ngoan và thỉnh thoảng đi tới nhà thăm chúng. Nếu nhỡ đâu hôm nay ông Bụt đến nhà mình mà con không có ở nhà thì phải làm sao bây giờ? Ôi, thế thì không được rồi, con sẽ ở nhà chờ ông Bụt mẹ ạ. À. Đấy, Tí ngoan vậy mới được chứ. Được rồi, dậy ăn sáng đi con, mẹ ra đồng đi. Vâng ạ. Chà, nếu ông Bụt mà đến nhà thì thật là tuyệt. Mẹ kể ông Bụt có bao nhiêu là phép thần thông, lại rất tốt bụng nữa. Nhưng mình phải làm gì để đón ông Bụt đây? À, đúng rồi, mình phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đã. Tiếp theo phải làm sao? À, nhớ rồi. Mỗi khi có khách đến chơi, mẹ thường mời khách uống nước. Mình sẽ chuẩn bị một chén nước thật mát để mời ông Bụt. Uống chén nước này chắc ông Bụt sẽ hết khát và mệt cho mà xem. Nhưng nhỏ ông Bụt đi xa, đói bụng thì sao nhỉ? À, phải rồi. Mình sẽ dành củ khoai này để mời ông Bụt ăn cho đỡ đói. À, đúng rồi. Chẳng mấy khi ông Bụt đến chơi, mình sẽ tặng ông Bụt bó hoa này làm kỷ niệm. Xong rồi. Tí có ở nhà không cháu? À, ông Bụt đến rồi. Cháu chào, chú Bảy hả? Tí đây à, ở nhà buồn không cháu? Mẹ cháu có nhờ chú thỉnh thoảng ghé qua xem cháu thế nào. Nếu buồn á, qua nhà chú chơi nha. Dạ thôi chú ạ, cháu có việc phải ở nhà rồi. Mà sao chú đổ nhiều mồ hôi thế? À, chú đang sửa lại cái chuồng bò nên hơi nóng một chút. Chú Bảy thật vất vả, mồ hôi ra nhiều thế, chắc chú ấy mệt lắm. Chú được uống một cốc nước thì... Nhưng mà thôi. À, chú Bảy, chờ con một chút, chú uống tạm chén nước này cho đỡ mệt ạ. À. Chú cảm ơn, Tí ngoan thật đấy. Chết thật, không biết ông Bụt có trách mình vì cho chú Bảy uống chén nước không nhỉ? Hy vọng là không, bởi vì mình vừa làm được một việc tốt mà. Sao ông Bụt lâu đến thế nhỉ? Mình phải ra cổng xem thế nào. Ôi, bà ơi, bà làm sao thế ạ? Bà cảm ơn cháu, chỉ là bà đi bộ từ sáng đến giờ, mệt quá nên hơi trong mặt chút thôi à. Tội nghiệp bà quá, nếu được ăn gì đó, chắc bà sẽ khỏe lại. Nhưng mà còn ông Bụt, không được, bà lão này còn hơn.
Bà ơi, cháu mời bà một củ khoai để bà ăn cho đỡ mệt nhé. Ôi, bà cảm ơn cháu. Cháu thật là tốt bụng. Nguy quá. Giờ mình chỉ còn mỗi bó hoa này tặng ông Bụt thôi. Mà sao ông Bụt lâu đến vậy nhỉ? À, kia là... chị gì ơi, sao chị lại khóc thế? Em nhìn này, món quà chị mất công theo cả tháng nay để mừng thọ bà nội bị rơi xuống bụng hỏng mất rồi. Bây giờ chị chẳng còn gì mừng thọ cho bà chị nữa. Ôi, tội nghiệp chị thật. Bó hoa này... Chị ơi, chị đừng buồn nữa. Chị hãy lấy bó hoa này để tặng bà đi. Thật ư? Cảm ơn em nhiều lắm. Hả? Tí, sao con lại ngồi khóc thế? Mẹ ơi, hôm nay con đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chờ ông Bụt đến, nhưng rồi con lại cho người ta hết. Thế nên giờ ông Bụt giận con, ông Bụt không đến nữa rồi. Con chuẩn bị cái gì? Con cho ai? Con cho chú Bảy đang đổ nhiều mồ hôi chén nước, cho một bà lão qua đường bị mệt củ khoai, cho một chị gái bị hỏng món quà mừng thọ bà nội bó hoa con chuẩn bị cho ông Bụt. Vì vậy mà... Ôi, tí ngốc của mẹ. Vậy thì đâu phải là ông Bụt không đến. Ông Bụt đã đến nhà mình những 3 lần rồi đó con. Đâu có. Con vẫn chưa biết ai là ông Bụt sao? Ông Bụt đã đến nhà mình bằng hình hài của những người con đã gặp. Đó chính là chú Bảy nè, là bà lão và cô gái kia. Với cách đó, ông Bụt không những đã nhận được món quà con chuẩn bị, mà còn có thể thấy được tấm lòng nhân hậu, tốt bụng của con hiểu chưa? Thật hả mẹ? Vậy là con được gặp ông Bụt rồi. Con biết ai là ông Bụt rồi. Hoa dại và bướm nhỏ. Cô thức cả đêm trong bé bướm à, Hoa dại? Dạ vâng, đêm qua gió quá, cháu sợ bé bướm sắp vào đời có chuyện gì thì khổ. Cô thật tốt bụng. Con bé sắp ra đời rồi, cố một chút nữa con ơi. Cháu chào cô Hoa dại, cháu chào mọi người ạ. À, cẩn thận nào cháu, cháu vẫn còn yếu ớt lắm đấy. Con bé xinh quá mọi người ạ. Lần đầu tiên vùng Hoa dại chúng ta mới xuất hiện chú bướm đẹp đến giường này. Vậy rồi à bé con. Ăn mật buổi sáng nào bướm nhỏ của cô. Cháu cảm ơn cô Hoa dại, mật ngon quá. Vậy cháu ăn nhiều vào cho mau lớn nhé. Mới có mấy ngày mà bướm nhỏ lớn nhanh quá, xinh quá. Bướm nhỏ, bướm xinh, xinh nhất chính là mình. Mình đẹp thế này, chẳng lẽ lại ở cái vùng hoa dại tầm thường này có đời ư? Mình phải bay đến những vùng khác, tìm những loài hoa đẹp hơn, thơm hơn, nhiều mật hơn, như thế mới xứng với mình chứ. Bướm nhỏ xinh đẹp của cô đang nghĩ gì đó? Cháu đói chưa? Hút mật của cô đây. Ngày nào cũng hút thứ mật này. Thật nhạt nhẽo làm sao? Cô chỉ là loài hoa dại, làm sao có được mật thơm ngon cho cháu được? Cháu sẽ bay đi tìm những bông hoa mới, đẹp hơn, thơm hơn để hút mật nhé. Cháu chưa đủ trưởng thành đâu bướm ạ. Ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm cháu cũng đi. Cháu chán mật ở đây lắm rồi. Vẻ đẹp của cháu xứng đáng được ở cạnh những bông hoa lộng lẫy nhất, thưởng thức thứ mật hảo hạng nhất. Ấy bướm nhỏ, nhưng chính mật của cô Hoa dại đã nuôi lớn cháu đấy. Chính cô ấy cũng là người đã cưu mang và chăm sóc cho cháu từ khi cháu còn nằm trong kén đấy. Lúc ấy cháu còn yếu ớt nên mới phải bám vào cô ấy. Giờ cháu đã lớn rồi, cánh cháu đã cứng cáp thế này, cháu cần bay đi tìm những bông hoa đẹp và nhiều mật hơn. Bướm nhỏ à, cháu còn chưa biết hết những nguy hiểm ngoài kia. Cháu biết không, có những loài hoa đẹp, hương thơm quyến rũ nhưng rất nguy hiểm đấy. Cô nói
nói thật khó tin. Làm gì có loài hoa đẹp nào mà nguy hiểm chứ. Phàm đã đẹp, xưa nay đều là tốt cả. Thôi cháu đi đây. Bướm nhỏ, bướm nhỏ ơi. Cô đừng quá buồn, bướm nhỏ thật vô ơn. Ôi mệt quá, chưa bao giờ mình bay xa đến thế này. Thơm quá, hoa gì mà thơm thế. Chắc mật phải ngọt lắm đây. Khỏi lo đói bụng rồi. La 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 la. Ôi, cô bé bướm xinh đẹp. Cháu từ đâu đến đây? Cháu đến từ bụi hoa dại bên kia. Xinh đẹp như cháu mà sống với hoa dại à? Thật là phí quá, phí quá. Cháu đang đi tìm nơi ở mới đây cô hoa ạ. Các cô là hoa gì mà thơm thế ạ? Tụi ta là hoa nắp ấm, loài hoa màu sắc rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt nhất trên đời. Hãy ở lại với bọn ta, ở chi với bọn hoa dại xấu xí kia làm gì? Cô hoa nắp ấm ơi, cháu phải bay một quãng đường xa mới tới đây. Cháu đói bụng quá, cô có mật không ạ? Có chứ, có chứ. Mật của tụi ta ngon nhất trong tất cả các loại hoa đấy. Nào, cháu vào mà ăn. Ơ, sao? Sao cái hố này sâu thế ạ? Sâu thế mới chứa được nhiều mật ngon cho cháu chứ. Cháu cứ vào bên trong ăn thỏa thích. Nhưng cháu thấy... Cô nắp ấm, cô làm gì vậy? Sao tối thế này? Con bướm ngu ngốc kia, ở đó mà chờ chết đi. Nhà ngươi không biết loài nắp ấm chúng ta có màu sắc sặc sỡ, tỏa hương thơm là cái bẫy để dụ lũ ong bướm ngu ngốc chui vào và làm mồi cho tụi ta. Cứu cháu với, cô hoa dại ơi, cô hoa dại ơi. Phải chi cháu nghe lời mọi người thì đâu đến nỗi thế này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.